Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Story hướng dẫn tân thủ tựa game Tiểu Yêu Tàu Đạo các bạn nha. Oh, sorry các bạn, ngày hôm qua mình bận quá không ra được video. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái video, đó chính là lý do tại làm sao mà chúng ta nên tích tiên ngọc thì ở đây các bạn nha. Sau khoảng 14 ngày thì phải, chúng ta sẽ có một cái sự kiện, đó chính là tiêu tiên ngọc các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta tiêu tiên ngọc thì sẽ nhận lại được khá phần quà đấy các bạn ơi. Đặc biệt là những cái mốc cao này, tiêu 10.000 là sẽ nhận được 500 này. Đấy, còn lại các mốc thấp hơn thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình rồi. Đâu đó nếu như chúng ta tiêu 10.000 tiên ngọc thì chúng ta sẽ nhận lại được 2.000. Thì coi như là được giảm giá tận 20% các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Còn nếu như bình thường chúng ta mua ở trong chợ hoặc là tiêu những cái sự kiện liên quan đến tiên ngọc là không được giảm giá. Thì những bạn nào mà nông dân cày chay đặc biệt lưu ý đến cái sự kiện này nha. Để chúng ta có thể là giảm giá được 20% là một cái gì đấy hơi bị thốn luôn, ngon lành luôn các bạn. Đấy, mình thì thiếu cái gì mua cái đấy nha. Ví dụ như tinh quái này. Rồi thì đấy, ví dụ như cái vé để chiêu mộ thần thông. Ồ, ngon này. Đấy, bây giờ mình sẽ nhận luôn nha. Ok. Ái chà chà, còn khối cơ. Đây là mình sẽ tiêu hết cho cái số 13k tiên ngọc của mình bay màu luôn nha. Bởi vì chả mấy khi có sự kiện giảm giá mà. Trời ơi, xả luôn đi chứ còn làm cái gì nữa các bạn. Tài nguyên dồi dào luôn. Với cả các bạn nông dân thì các bạn nên lưu ý đến gói linh thú này, rồi tinh quái này, đấy, cũng như là cái thần thông. Nếu như các bạn mà chưa sở hữu được những cái thần thông mà nó xịn xò con bò thì các bạn nên lấy. Hoặc là những bạn nào mà thích build vào linh thú thì giống như mình đây, thì nên lấy vào mình gói linh thú trước nha. Đấy, perfect đấy. Ok này, bây giờ là sẽ có thêm tài nguyên nhận về này các bạn này. Đấy, thấy chưa? Ui dồi ôi, chật. Và các bạn yên tâm. Có tận 8 vòng để cho các bạn tiêu cơ. Thế cho nên tối đa là chúng ta có thể tiêu được 80k. Đấy, các bạn tích là mệt nghỉ luôn, không phải lo nha. Cứ bảo là sau này tiên ngọc phải làm cái gì. Thì đây chính là cái sự kiện để cho chúng ta xả đây. Các bạn cứ bình tĩnh. Còn nhiều cái lắm. Rồi, tiếp tục là mình sẽ mua tinh quái này. Mua thêm một phát triệu hồi linh thú nữa. Đấy, bởi vì là mình đang tích hổ mà các bạn. Hiện tại thì con hổ đấy bởi vì là để nuôi được con pet đỏ á, chúng ta sẽ cần phải khá nuốt 5 con thì mới có thể là nặn hồn cũng như là tẩy luyện skill được. Thế cho nên là mình đang tích lũy dần dần để có thể là build một con hổ nha. Khi nào mà build nó ok la rồi mình sẽ làm video cho các bạn nhé. Ok. Rồi, như vậy là mình đã tiêu gần hết rồi các bạn ơi. Chỉ còn lại 1.400 tiên ngọc thôi bởi vì là chúng ta vẫn tích tầm hơn 1k tiên ngọc. Để chúng ta có thể là mua ở trong phần khiêu chiến yêu vương thêm đào mỗi ngày nha. Hiện tại mình đang có 8k 5 đào các bạn ạ. Rồi thì bây giờ mình lại tiếp tục đi xả đào đây. Thì các bạn nông dân lưu ý nha, chúng ta nhớ tích tiên ngọc để tiêu vào những cái sự kiện giảm giá như thế này cho nó lời nha các bạn.